Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự và xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát sóng trong chương trình ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những nội dung sau. Vỡ đập ở Quảng Tây, thảm họa tiềm ẩn của 94.000 con đập ở Trung Quốc. Một con đập ở Quảng Tây, Trung Quốc đã vỡ sau những trận mưa lớn. Đây là dấu hiệu cảnh báo cho 94.000 con đập lâu năm của Trung Quốc. Con đập nằm tại nơi có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng ở thành phố Quế Lâm đã bị vỡ, khiến đường xá, vườn tược và đồng ruộng ở thôn Sa Tử Khê ngập úng. Ông Luo Qiuan, 81 tuổi, người từng tham gia xây đập nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy lũ to như thế. Trước đây, nước chưa từng dâng cao như vậy, đập cũng chưa từng vỡ." Hoàn thành năm 1965, con đập xây từ đất nén được thiết kế để giữ 195.000 mét khối nước, đủ để đổ đầy 78 bể bơi tiêu chuẩn Olympic và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của nông dân Sa Tử Khê. Một phần của con đập bị vỡ tại hồ chứa Sa Tử Khê sau khi mưa lớn tại huyện Dương Sóc. Giữa tháng này, đập trước đây dài 100 mét đã biến mất phần lớn. Nó từng được gia cố mấy chục năm trước, nước tràn qua đập làm nó sụp xuống. Một thành viên giấu tên đưa đoàn phóng viên đi khảo sát nói, may mắn là không người dân nào ở Sa Tử Khê thiệt mạng. Tuy nhiên, những vụ vỡ đập này lại không được truyền thông trong nước đưa tin. Điều này có thể cho thấy những cơn bão lớn có thể phá hủy những công trình tương tự, đặc biệt là những con đập thiết kế không khoa học và không được duy tu thường xuyên. Khả năng xảy ra thảm họa cũng cao hơn tại các lưu vực sông và vùng bãi bồi có mật độ dân số đông hơn so với khi đập xây dựng. Các tổ chức bảo vệ môi trường cho hay biến đổi khí hậu khiến mưa lớn hơn với tần suất dày hơn, lũ lớn có thể kích hoạt những tai nạn thảm khốc không thể lường trước, để lại hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Theo cảnh báo của chính phủ Trung Quốc, không chỉ có con đập ở Quảng Tây, hàng nghìn con đập khác đã được ông Tập Cận Bình chỉ đạo xây dựng để chống lại hạn hán ở Trung Quốc, nơi chủ yếu phát triển nông nghiệp. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết từ năm 1954 đến nay, đê đã bị sập tại 3.486 hồ chứa do kém chất lượng và quản lý yếu kém. Một con đập phải có khả năng chịu đựng các sự kiện thời tiết cực đoan, ngay cả khi chúng xảy ra thường xuyên hơn và khi lũ tới. Nó phải duy trì được chất lượng như trước khi lũ tới, nếu được thiết kế và xây dựng đúng cách. Ông David Chapman, nhà địa lý học chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc tại Đại học Alabama, Mỹ nói, theo một thông báo tại trạm quan trắc hồ chứa Sa Tử Khê, con đập cao 151,2m này được xây dựng để có thể chống chịu lại những sự kiện thời tiết tồi tệ mà mức nước có thể đạt đến 149,48m và chỉ xảy ra một lần trong hai thế kỷ. Tháng trước, nước đã tràn khỏi đập, mưa rơi xuống Dương Sóc trong 3 giờ, nhiều hơn so với tổng mưa 2 tháng. Mưa lũ khiến nhiều ngôi nhà bị ngập nước, người dân ở Long Khẩu, Bà Dương, Giang Tây dùng thuyền làm phương tiện đi lại. Dấu hiệu của rắc rối sắp tới có thể thấy khi nước của một con đập trên nhánh sông Trường Giang dâng cao, tới nỗi chính quyền phải cho nổ một phần của đập để nước tràn ra, hạ thấp mực nước trong hồ chứa. Thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất Trung Quốc là vỡ đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà, giết chết hàng chục nghìn người mà phải mãi tới sau này mới được công bố số liệu. Con đập này hoàn thành năm 1952 với sự giúp đỡ của Liên Xô. Diệp Kiến Xuân, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc trong một cuộc họp báo gần đây tuyên bố, ông tin rằng các dự án kiểm soát lũ trên những con sông lớn đủ khả năng chịu được những trận lũ lớn nhất từ khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập. Nhưng Diệp Kiến Xuân không quá chắc chắn về đập trên những con sông khác. Ông nói rằng lũ quá lớn có thể vượt quá khả năng phòng ngự và có thể dẫn tới vỡ. Ý thức được điều này, chính quyền đã gia cố những con đập cũ, tăng cường kiểm tra. Đập mới đang được lên kế hoạch nâng khả năng trữ nước. Mùa mưa lũ lớn bất thường trên sông Dương Tử gây nhiều ý kiến quan ngại về độ an toàn của đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu khiến các sự kiện thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên bất thường, mà chính sách chống lũ đưa ra từ 10 đến 20 năm trước đã không còn hiệu quả. Benjamin Horton, giám đốc đài quan sát trái đất tại Singapore nói, cái chúng ta thực sự cần là hợp tác với hệ sinh thái, chứ không phải chống lại chúng bằng cách xây đập. Cần mở rộng vùng chứa lũ và bãi bồi, cho phép nước được hòa trộn tự nhiên với môi trường.
tính từ đầu tháng đến nay, mưa lớn đã trút xuống 27 trên 31 tỉnh thành ở Trung Quốc, làm chết hoặc mất tích 140 người và ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người ở nước này. Đây là đợt lũ tồi tệ nhất xảy ra ở Trung Quốc suốt nhiều thập kỷ qua. Tổn thất kinh tế đến thời điểm hiện tại ước tính 88 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12,4 tỷ đô la Mỹ. Lũ lụt ở Trung Quốc sẽ khủng khiếp hơn nếu không có đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tình hình lũ lụt ở phía Nam Trung Quốc đang và sẽ nằm trong tầm kiểm soát nhờ đập Tam Hiệp giữ vai trò quan trọng trong việc kiềm chế và ngăn chặn dòng nước lũ. Đây là nhận định của ông Wang Hao, một thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và chuyên viên về thủy lợi tại Ủy ban Quản lý sông Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, nhiều nguồn tin đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng đập Tam Hiệp có thể bị vỡ do không đủ sức chống chịu trước sức ép từ dòng lũ. Nhưng theo một số chuyên gia Trung Quốc, ngay cả khi phải đối mặt với những trận lũ cực lớn và mưa bão như năm nay, đập Tam Hiệp vẫn đứng vững và kết cấu còn nguyên vẹn, chứ không có chuyện bị biến dạng hay đổ sập. Chia sẻ với tờ Thời báo Hoàn Cầu, hôm vừa qua, ông Wang cho biết Trung Quốc đã thiết lập 5 tuyến phòng thủ để ngăn chặn và kiểm soát lũ, bao gồm chặn các dòng chính, kiểm soát các nhánh sông, bảo vệ đê kè, ngăn lũ ở các vùng trũng và quản lý phát triển đô thị nằm dọc các con sông. Liên quan tới dòng lũ chính trên sông Trường Giang, ông Wang nhấn mạnh, đập Tam Hiệp đóng vai trò phòng tuyến đầu tiên và trung tâm làm giảm lượng nước lũ đổ xuống các nhánh ở Trung và Hạ Lưu thuộc lưu vực sông Trường Giang. Ông Wang khẳng định tình hình lũ lụt sẽ nghiêm trọng hơn nếu không có đập Tam Hiệp. Theo công ty điều hành đập Tam Hiệp là Three Gorges Corp CTG, tính tới nay con đập đã ngăn 10,7 tỷ mét khối nước lũ. Ông Wang nói thêm lượng nước lũ này sẽ không thể hạ gục đập Tam Hiệp, bởi con đập được thiết kế với 23 cửa xả đáy và 22 cửa xả bề mặt nên có thể điều tiết nước lũ một cách hiệu quả và kết cấu công trình không bị ảnh hưởng. Trận lũ lụt lớn nhất mà Trung Quốc từng ghi nhận trong 2.500 năm qua là vào năm 1870, khi đó tốc độ dòng nước đổ vào lên tới 105.000 m khối trên giây. Đập Tam Hiệp được thiết kế để chịu được nhiều hơn thế và thậm chí lên tới 124.300 m khối trên giây, ông Wang chia sẻ. Ông Wang cho hay đập Tam Hiệp vẫn còn sức chứa thêm 21,1 tỷ mét khối nước, do đó nguy cơ đe dọa lưu vực sông Trường Giang hiện nằm trong tầm kiểm soát. Chuyên gia Trung Quốc cũng cho hay 101 hồ chứa nằm dọc sông Trường Giang bao gồm đập Tam Hiệp đang cùng nhau ngăn lũ. Ngoài ra, 1.400 trạm theo dõi lũ cũng đã được thiết lập ở khu vực đập Tam Hiệp trên tổng diện tích 580.000 km vuông trên lưu vực thượng nguồn. Do đó, những dữ liệu về thủy lợi và khí tượng đều có thể thu thập nhanh chóng, sau đó đưa ra dự báo trước 7 ngày, thậm chí độ chính xác dự báo trước 24 giờ đạt tới 98%. Hồi tháng 7 năm 2019, một bức ảnh vệ tinh được công bố trên mạng nghi vấn đập Tam Hiệp bị biến dạng. Sau đó, bức ảnh này được chứng minh chỉ là lời đồn vô căn cứ. Sau khi Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cung cấp bức ảnh vệ tinh độ phân giải cao chứng minh đập Tam Hiệp không bị biến dạng sau thời gian đi vào hoạt động. Ông Wang nói thêm, nguyên liệu bê tông dùng để xây đập Tam Hiệp là hoàn toàn khác với những loại bê tông thông thường bởi nó có độ bền cao hơn cùng khả năng chống nứt. Ngoài ra, thời gian vận hành của con đập lên tới 100 năm. Một số nhà quan sát lại cho rằng, thay vì tập trung vào đập Tam Hiệp, sự chú ý nên chuyển sang nguy cơ vỡ các con đập nhỏ hơn nằm dọc các nhánh sông Trường Giang. Bởi trên thực tế, 80% trong tổng số 98.000 con đập ở Trung Quốc được xây dựng trước năm 1958. Chất lượng công trình khá thấp và khả năng ứng phó lũ lụt kém đòi hỏi cơ quan chức năng Trung Quốc phải tiến hành kiểm tra và gia cố kỹ thuật. Đáng nói, trong số 42 khu vực chứa và ngăn nước lũ nằm ở các nhánh thuộc Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, 9 con đê chưa được gia cố và nhiều phần bờ kè vẫn chưa được hoàn thành xây dựng. Tình hình lũ lụt ở Trung Quốc được cho chưa thể giảm bớt trong tuần tới, do những cơn mưa lớn sẽ còn tiếp tục đổ xuống khu vực Thượng Lưu sông Trường Giang. Theo ông Wang, nếu vành đai mưa dịch chuyển sang phía Bắc, những cơn mưa lớn sẽ chuyển sang khu vực thượng lưu sông Hoàng Hà và lúc này lũ trên sông Trường Giang sẽ giảm bớt. Những cơn mưa lớn đã xuất hiện ở 27 trên 31 tỉnh của Trung Quốc kể từ tháng 6, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 37 triệu dân và khiến 141 người đã chết hoặc mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 88 tỷ nhân dân tệ, khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ và con số này sẽ còn tăng thêm. Lở đất ở Phúc Kiến. Vừa qua, đoàn du lịch Khao Siêng Phúc Travel Agency đã gặp phải một vụ lở đất khi đang di chuyển bằng xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến, khiến một người thiệt mạng và 19 người bị thương.
Wu Jiliang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Lữ hành Thành phố Cao Hùng cho biết, sau khi đoàn du lịch Phúc quay trở lại Đài Loan đầu tiên vào ngày hôm thứ Năm, 6 người bị thương nhẹ đã trở về Đài Loan vào lúc 11 giờ ngày thứ Sáu vừa qua bằng chuyến bay thẳng từ Hạ Môn đến Đài Trung. Và hai thành viên Dasan của câu lạc bộ du lịch là Hoàng Guan và Ye Chiu cũng đã đáp chuyến bay trở về Đài Loan. Về phần Ye Huyu, nạn nhân chết tại chỗ, cho của anh được hỏa táng tại địa phương. Còn chồng cô Liu Chenghui đáp chuyến bay thẳng từ Phúc Kiến đến Đài Trung. Wu Jiliang cũng cho biết vào chiều ngày thứ Sáu vừa qua, 5 người nữa sẽ bay thẳng từ Hạ Môn đến Cao Hùng, trong đó có hai cặp vợ chồng bị thương là Chen Mingguang, Si Yiwung, Chen Naseng và Li Suxia. Họ sẽ được chuyển đến bệnh viện Cao Siung Changgung để điều trị. Chen Mingguang bị chấn thương ở cổ, Si Yiwung bị gãy xương pha lê, Chen Naseng bị chấn thương mặt và gãy xương chảy bên phải, Li Suxia bị chấn thương ở mặt và chân tay, và một người khác bị thương, Zhao Junwei, đã được sơ tán đến bệnh viện và hiện vẫn đang được điều phối. Cao Siung Changgung chỉ ra rằng vào ngày thứ Năm, Xiamen Changgung đã tiếp nhận 13 hành khách bị thương từ nhóm du lịch Fokker đã được chuyển đến từ các bệnh viện khác. Các nhân viên của công ty du lịch cho biết rằng một máy bay y tế đặc biệt đã được điều phối và vào ngày thứ Bảy vừa qua, 8 người bị thương sẽ được bay thẳng về Cao Hùng từ Phúc Kiến. Theo cách này, chỉ có hành khách Su Yangnai và Wang Jialin ở lại bệnh viện địa phương để điều trị do bị chấn thương nặng. Theo công ty du lịch, 17 trong số 21 thành viên của nhóm đến từ thành phố Cao Hùng và 4 người đến từ Gia Nghĩa và gặp phải vụ sạt lở đất làm 1 người chết và 19 người bị thương, hầu hết đều bị xây xát. Theo sự sắp xếp của công ty du lịch, họ đã bay về Đài Loan trong những ngày gần đây. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.